Đây, biển hồ Pleiku. Em đẹp lắm, Pleiku ơi đây, biển hồ đây. Đây là game, thấy không? Thầy đang đi xuống này. Đấy, thông. Thông này em. Đây, bây giờ thầy đang di chuyển xuống biển hồ của em. Đây cũng là lần đầu tiên thầy đi biển hồ. Thầy dân Gia Lai nhưng mà thầy ở Tít Lít ở Krông Ba em. Lên trên đây đi gần 3 tiếng xe ô tô. Xem thử phía dưới này là có cái gì em nha. Nói chung là cảnh khá là đẹp. Đẹp à, theo nhận xét của thầy là khá là đẹp. Đi bộ cho nó khỏe người em. Mấy người kia người ta thuê xe. Người ta thuê xe à. Nhưng mà thầy mặc dù mới mổ đứt dây chằng nhưng mà cũng vẫn thích đi lên xe. Kia là vợ, vợ thầy với hai đứa con với bà ngoại. Bà ngoại mẹ của vợ thầy. Ok. Này có cái telephone này em. Telephone để gọi điện nè. Mà có gọi được không biết hay để chụp hình không à. Thông rồi em, đi thông. Đây em. Đây biển hồ này. Em đẹp lắm Pleiku ơi này. Đây. Nó cũng là một cái hồ nước thôi nhưng có ở đâu em. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thông này em. Thông cao kinh. Đấy. Đây, thầy đây. Đấy, ok chưa? Bạn nào lên Pleiku thì cứ search lên Google Map ấy, di tích biển hồ là ra thôi. Nha, ok, bye bye nha. Thì cứ đi đâu có cảnh nào đẹp đẹp thì thầy sẽ quay chia sẻ lại cho các em nha. Ok.